Hello, chào mừng các anh đã quay trở lại với kênh giày siêu hiệu của shop em nha. Shop em hiện tại thì đã hoàn thành chi nhánh 2 tại địa chỉ 532 Phạm Văn Đồng nha cả nhà, ngay ngã tư với Nguyễn Xí. Nếu mà anh nào có dịp đi ngang qua thì mà các anh ghé chơi ha. Rồi hôm nay thì em xin phép lên vài siêu phẩm nữa để phục vụ các anh. Đầu tiên đó là một cái đôi giày tới từ nhà Fendi ha. Fendi, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn và rất là hiếm xuất hiện trên những cái đôi giày của Fendi ở cả nhà, rất là ít xuất hiện trên thị trường giày cũ nha cả nhà. Đây là một cái đôi giày của một anh khách nha, VIP của shop mang tới để trao đổi lấy một cái đôi giày khác mà anh ấy thích. Đôi này thì đơn giản là anh ấy mang rất là ít luôn và anh ấy muốn là đổi một cái đôi giày khác thì shop cũng đáp ứng nhu cầu của anh luôn. Trước tiên thì em xin cảm ơn anh đã trao đổi cho em một cái đôi giày quá đẹp luôn, thật sự là rất đẹp và thu hút mọi ánh mắt nhìn ngay từ đầu tiên luôn. Và em xin phép là em khui cái hộp này ra để anh em mình cùng nhau chiêm ngưỡng cái đôi giày này nha. Đó, đây là một cái đôi giày loafer của nhà Fendi cả nhà ha. Đây là một cái đôi giày của anh khách cực kỳ VIP. Em xin nhắc lại là xin cảm ơn anh nha, đã chia sẻ cho em đôi giày này. Đôi giày này anh đi có mấy lần thôi, anh nói là anh đi có mấy lần thôi cả nhà ơi, và nó còn nguyên zin hết luôn nha, từ giày cho tới full box phụ kiện luôn. Đó, một cái đôi giày thiết kế phải nói là quá đẳng cấp. Ra cả nhà nhìn này, cực kỳ là bóng mịn luôn nha, độ dày vừa phải, cái form dày thì rất là phải nói là trang trọng lịch sự nha cả nhà. Cái đôi giày em nhìn là em phê rồi, em kết ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đó cả nhà. Rồi bên hông của nó nè, có những chữ Fendi này, chạy dọc xung quanh cái đôi giày nha, nó chạy trên một cái miếng có một cái miếng tròn tròn ở đây nè cả nhà nha. Đó, và nó dọc chữ Fendi luôn, nó chạy xung quanh luôn. Thật sự là một cái thiết kế quá ấn tượng cả nhà ơi. Rồi những cái đường may, đường nét này rất là đẹp và đẳng cấp luôn cả nhà. Đó, không phải là may không có chủ đích đâu nha cả nhà, may rất là đều và cân đối nha. Đấy, phải nói là một cái mẫu giày loafer quá đẳng cấp, quá đẳng cấp cả nhà ha. Và trên mu của em nó có một cái miếng vải màu đen, miếng chun co giãn nha cả nhà, co giãn được nha. Đó, em này thì không có sỏi dây nha, nó làm lưỡi gà nhưng mà không dùng để sỏi dây mà dùng để điệu thôi cả nhà ha. Lòng trong là Fendi mới tinh nha, cam kết với cả nhà là đi chưa tới 10 lần, chạm đất chưa tới 10 lần nha cả nhà. Đó, một cái đôi giày loafer cực kỳ đẳng cấp luôn, quá đẹp cả nhà ơi. Đôi này cả nhà mà đi trong những sự kiện trang trọng ấy, tiếp khách rồi những sự kiện lớn, đám cưới thì quá đẹp luôn cả nhà, quá đẳng cấp luôn. Cả nhà nhìn cái đế rồi đó này, đi mấy lần thôi nha cả nhà. Và đế da thì nó khi mà nó va chạm với những cái đá ở đường Việt Nam thì nó sẽ bị như vậy thôi. Đó, mòn cực kỳ ít. Đây là một cái đôi giày của khách hàng em sử dụng nha, không phải là một cái đôi giày em nhập đâu, nên là nó khác rồi, chất lượng nó khác bỏ. Nè cả nhà thấy chưa, Fendi Roma made in Italia. Đó, bên trên thì nó có một cái miếng cao su nè cả nhà, để chống trượt luôn nè. Đấy, miếng chống trượt của hãng mà nó làm cũng rất là khác biệt và đẳng cấp luôn cả nhà nha. Đó, những cái gai của nó khá là sâu đủ để chống trượt ha. Đó, mình không cần phải dán gì thêm cả nhà ha. Và cái đế là nó nè, khá là dày nha, khá là dày cả nhà nha. Phía sau cũng khá là cái dày, khoảng 3 phân nha. Đó, quá đẹp rồi cả nhà, quá đẹp luôn. Và điều quan trọng em nó là full box cả nhà nha, còn đầy đủ đồ chơi luôn. Hộp thì cả nhà thấy rồi ha, đây là túi nè, túi đựng giày nè, túi đựng giày nè,
hai cái nha cả nhà, hai cái luôn à, còn nguyên nha. Rồi catalog hướng dẫn nha cả nhà, đầy đủ luôn, rất là hiếm luôn. Đôi này thì cả nhà mình mua để mang hay là cả nhà mình mua để tặng đều được hết nha cả nhà, đều xứng đáng hết nha. Đôi này thì anh khách mua khoảng 27-28 triệu gì đó cả nhà. Em thì cũng được may mắn anh chia sẻ với giá tốt nên em xin phép được chia sẻ với anh em giá tốt luôn nha. Em này size 41 và mã hai chốt hàng là H99, em bán 7,9 triệu nha, là bằng số lẻ thôi của cái đôi giày anh mua, mà full box mà đẹp như thế này nha cả nhà. Cả nhà mua làm quà tặng cũng được ha, quà tặng cũng được, hoặc là để trong những cái dịp trang trọng á mình mang cũng được luôn, quá đẳng cấp luôn. Và nhân tiện đây thì em cũng chia sẻ với cả nhà là shop em nhận mua bán trao đổi ký gửi hàng hiệu cả nhà nhé. Các anh nào mà có những cái món đồ hiệu mà không có nhu cầu sử dụng nữa thì có thể là bán lại cho bên em, hoặc là nhờ bên em thanh lý đó, hoặc là trao đổi một cái món hàng khác đó, miễn sao cả hai bên anh em mình đều cảm thấy vui là được ha, vui là chính cả nhà nha. Rồi, và những món hàng mà các anh chia sẻ thì em sẽ lại chia sẻ cho những cái khách hàng khác, quá tuyệt vời cả nhà ha. Rồi, đôi Fendi quá đẹp rồi, em xin phép bỏ nó vào trong hộp nha, để chờ chủ nhân mới. Anh nào hữu duyên thì gọi cho em liền nha, không có đôi thứ hai đâu cả nhà ơi. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một cái đôi giày có tông màu xanh biển, quá đẹp. À, em này lên khung hình cả nhà thấy không? Là nổi lên da lộn màu xanh biển nha cả nhà. Đấy, cái màu thật của em nó nè cả nhà ha. À, màu xanh biển da lộn. Khá là chất chơi. Em này thì nó có thêm một cái miếng da nó chạy viền xung quanh. Đó, và nó làm thành cái nơ ở trên cái mu giày cả nhà nha. Và cái nơ này nó may chết luôn rồi nha, mình không có phải cột ra cột vào đâu nhé cả nhà, nó làm thành giống như một cái nơ luôn rồi cả nhà ha, may chết luôn. Cái form em này á, là cái form của chân giày, những anh chân giày chân bè đi là đẹp luôn, ok luôn, đã lắm. Cái lớp da mịn của nó cả nhà, lớp da lộn nó mịn màng lắm. Cái nơ này là cái nơ cũng đáng yêu này. Đấy, cả nhà nhìn đây. Một cái mẫu giày mocha phối da lộn. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nha. Cả nhà thấy không? Mũi thì nó tròn tròn. À, rất thích hợp cho các loại chân luôn. Đế cao su nha cả nhà. Đế cao su, và cái lớp này là lớp da này. Cái lớp này lớp da, nó may rất là độc luôn. Lớp xung quanh nó là lớp da, rồi sau đó nó mới phối cao su ở giữa này, đó có những cái khối này để chống trượt này, và nó có dập thương hiệu của hãng này, COT. COT thì là một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Mỹ, chắc nhiều anh cũng sử dụng đồ của COT rất là nhiều rồi ha. Đây, cái lót của em nó nè, màu nâu, dập luôn thương hiệu ở đây, đẹp quá trời luôn, da mà nó mềm lắm cả nhà nha, mềm lắm. Đó, đôi này bên trong cái lót của nó là lớp vải nữa này. Lớp vải nha cả nhà, không phải lớp da nha. Lớp vải nha, xung quanh là lớp vải, bên trên là lớp da. Nói chung là đôi này cái da của nó đã lắm, rất là sướng luôn. Cái form dáng này, cái màu của nó cũng rất là lạ luôn. Anh nào vừa chân á thì nhắn cho em nha, số này đi. Rồi, size của em này là size 42 và mã chốt hàng là H94 nha. Em bán đôi này 1,4 triệu thôi cả nhà. Em bán rẻ để cho cả nhà mình mang nha. Một cái mẫu mocha rất là đẹp và độc luôn. Anh nào ưng thì nhắn cho em 0921967567 nha. Rồi, gọi tới các anh một cái đôi giày độc lạ nữa này. Đây, em này là mẫu loafer mà chất liệu của nó là vải nhung ha, nhung đen tuyền luôn nè cả nhà, thấy không?
cái chất liệu rất là lạ luôn. Hôm trước thì em cũng có một cái em nhung đen như thế này. Đấy, giống giống thôi, chất liệu nhung thôi. Và anh khách anh lấy rồi luôn rồi. Tại vì thực sự là chất liệu nhung nó hiếm lắm cả nhà ha. Bằng da thật hoặc là da lộn hoặc là da cá sấu, những cái loại da khác thì nó dễ hơn, dễ tìm hơn loại da nhung. Cái loại nhung như cả nhà ha. Đó, em này là một cái đôi giày loafer màu đen. Mà cái đen của nhung nó đen thâm thẳm luôn cả nhà thấy không? Nó đen thui luôn. Nhìn nó đã lắm cả nhà. À, nó khác so với cái màu đen của da kia cả nhà ơi. Cái đen này nhìn nó đen tuyền đó, đã lắm. Đó, hai bên là hai cái móng ngựa này. Ở giữa thì là một cái miếng vải, nó nối lại bắt ngang qua. Đơn giản thôi, mẫu này một cái mẫu loafer rất là đơn giản nha. Đó, bên đế của nó này, nó dập chữ Ferragamo này. Sắc nét lắm nha cả nhà. Đó, cả nhà lưu ý là những cái đôi giày xịn đó, đế hay lót thì nó đều có dập thương hiệu của nó hết ha. Rất là tỉ mỉ và chi tiết cả nhà. Đó, da là da nhung nha cả nhà. Đó, có những cái vết gập nhỏ nhỏ này khi mình di chuyển thôi, bình thường thôi cả nhà nha. Ferragamo made in Italia. Đế nè, đế da nha cả nhà. Đế da và em đã dán chống trượt trước và sau cho cả nhà rồi. Dán sẵn luôn, cả nhà chỉ việc mang thôi. Em này made in Italia nha. Là ý làm nha cả nhà. Đấy, lót và gót còn rất là mới và đẹp nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái lát giày làm bằng nhung à, cái màu đen nó đẹp lắm nha. Đẹp lắm, thật sự là rất là đẹp. Em này size của nó là size 41.5 cả nhà nhé. 41.5 là chuẩn luôn á. 41 thì phải chân bè mang thì nó mới giữ được nha, không là chân thon là nó tọt tuột á. Và mã chốt hàng là H96, em bán 1.900.000 thôi. Mẫu loafer vải nhung đẹp quá. Quá đẹp. Rồi, gọi tới cả nhà siêu phẩm nữa cả nhà ơi. Em đố cả nhà biết da này là da gì. À, đố cả nhà biết, em quay cận cảnh luôn này cả nhà thấy không? Cái da của nó nhìn thấy lạ không cả nhà? Thấy nó sần sùi. Sần sùi ha. Gồ ghề. À, đố cả nhà biết là da gì. Trời ơi, cái da mà sờ thấy đã lắm cả nhà nè. Nó mềm nhũn luôn. Cảm giác nó mềm nhũn luôn nha. À, cả nhà thấy không? Phê lắm nha. Nên khi mà mình đi vào chân á, thật sự là một cái cảm giác rất là đã luôn. Đó, da em này là da bò rừng nha cả nhà. Da bò rừng nha. Mềm và êm lắm, thật sự. Đây là một cái đôi giày loafer tới từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nè. Chữ M này cả nhà, là thương hiệu Moracci nha. Moracci nha cả nhà. À, đó, em nó lắc kê vàng nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây, rất là đẹp luôn. Da của nó em cam kết với cả nhà là hầu như chưa có chảy xước gì luôn, đẹp lắm, thực sự rất là đẹp. Một cái đôi giày và da bò rừng siêu mềm, siêu mềm. Và cái lát giày nó dễ mang lắm. À, các anh chân thon thon nhỏ nhỏ đi là đẹp luôn. Và đây là một cái mẫu rất là đơn giản đó. À, không có kén, không kén đồ nha, không kén chân nha. Moracci đây nha cả nhà. Made in Italia bên dưới ha. Lót và gót còn jean và đẹp đẽ luôn. Da này. Da này cả nhà ơi, đã lắm. Và đây là một cái loại da rất là đẹp. Không phải giống như da hạt đâu nha, không phải giống như da hạt, da sần đâu. Da này nó cao cấp hơn nha và hiếm hơn. Cả nhà nhìn đi. Quá đẹp. Đế này, chưa mòn bao nhiêu ha. Đế chưa mòn bao nhiêu và cả nhà thấy không? Made in Italia. Đế này không phải là đế da nha, đế cao su nha cả nhà. Cao su nên có cái độ mềm êm nha. Đấy, đế zin của nó. Và hai bên là chống trượt nha, hai bên chống trượt nè. Khác bọt ha. Lần đầu tiên em mới thấy kiểu mà chống trượt kiểu vây cá như vậy. Đẹp quá trời. Anh nào vừa chân thì lấy liền cho em đôi này nha, không có đôi thứ hai mà phun ra bò rừng như vậy đâu. Size đẹp nữa. Em này size 39 nha. Mã chốt hàng là H90, em bán 2.600.000 nha cả nhà.
2,6 triệu cho đôi giày tới từ nhà Moretti. Rồi gọi tới cả nhà một em giày slip on của nhà Lanvin. À, em này là một cái đôi giày slip on dễ mang và rất là tiện dụng luôn, các anh chỉ việc xỏ vào là mang thôi. Và đặc điểm của em này da của nó là cực kỳ dày, da dày lắm cả nhà này, 2-3 lớp luôn, 2-3 lớp da rất là dày và đi vào cảm giác nó ôm chân kinh khủng, nó ôm chân và mình đi từng bước chân nó đã lắm. Đây nè cả nhà nhìn này, dày 2-3 lớp luôn này, dày lắm. Trời ơi, những cái đôi giày Lanvin nổi tiếng về cái độ dày mà và cái độ nặng nè cả nhà nhìn này, cái viền phía sau à may 2-3 lớp luôn nha, nó rất là ôm chân. Thứ nhất là nó bảo vệ và thứ hai nữa là nó làm cho chân mình cảm thấy rất là êm. Lót jean bằng da này, Lanvin nha, Lanvin đẹp quá trời luôn. Cái mẫu slip on da hạt nha cả nhà. Đấy, em này da hạt, đôi này còn rất là mới và đế của em nó là đế cao su được may hết rồi nha, cao su tông trắng đen được may hết rồi này, rất là chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, cực kỳ chắc và bền bỉ luôn. Và điều quan trọng là em nó còn rất là mới nha, mòn rất ít nha cả nhà, mòn rất là ít luôn, có gắn có sẵn những cái vân chống trượt luôn, ma sát cao nha, trước và sau cho cả nhà mình luôn rồi. Đó, mẫu slip on của nhà Lanvin, những anh nào là fan của Lanvin thì nên lấy đôi này ha. Đôi này có hai cái chun hai bên này, dễ mang, dễ xỏ, dễ đi, co giãn rất là tốt luôn. Em này là cái đôi mà làm ở Tây Ban Nha nha, Portugal Tây Ban Nha, đẹp lắm cả nhà ơi, đế mòn rất là ít luôn, cả hai chiếc à, mới lắm. Em này size 40 nha và mã chốt hàng là H92, em bán 1,8 triệu, 1,8 triệu thôi cả nhà. Anh nào ưng mẫu này thì nhắn cho em liền nha, 0921 967 567 nha. Rồi gọi tới các anh một cái đôi giày độc lạ, em này da lộn nha cả nhà, em này da lộn tới từ anh nha, em nó màu màu xám trắng nha cả nhà và siêu mới luôn. Lớp da lộn nè cả nhà, thấy không? Nó mới cỡ này luôn, em quay cận cảnh như cả nhà thấy, mới lắm nha. Màu này là màu thật của nó luôn nè, màu xám này, màu xám trắng này. Đấy, cả nhà thấy không? Cao hơn mắt cổ chân một tí xíu nha, cao hơn cổ chân một tí xíu. Em này là một cái đôi giày tới từ Anh, Made in England, cả nhà thấy không? Nhìn cái bộ đế này, cả nhà thấy chưa? Nó siêu mới luôn, siêu lướt và nó có rất nhiều những cái da chống trượt luôn này. Đế này là đế cao su ha, đế cao su cứng nha, không phải cao su mềm nha cả nhà. Bên trong nó là lớp da và lớp ngoài cùng mới là lớp cao su chống trượt nè, bảo vệ đế này, Made in England. Ây da, Made in England, một cái mẫu giày cổ lực rất là đẹp, đơn giản cả nhà thấy không? Có hai cái lỗ thôi để cho mình dễ mang, dễ xỏ này. Đây, lòng trong của em nó đây, trời ơi nhìn cái lót nè cả nhà ơi, chữ nào còn nguyên chưa bay bạc cái gì hết, Made in England nha, tới từ nhà Alfred Dragon. Cái gót của nó này, à, màu vàng ươm và còn mới, quá mới, thực sự là một cái đôi giày đẳng cấp tới từ nước Anh. Đây bên trong này cả nhà thấy không, đó là ghi này, size 6 này, da lộn Made in England này. Đấy, quá là chi tiết luôn, mới tinh nha, cam kết với cả nhà này. Bộ đế này cũng rất là một bộ đế lạ nha, em cũng mới giới thiệu cho cả nhà thôi nha, chứ trước đó thì chưa có một cái đôi giày nào có cấu trúc đế giống như vậy. Một cái đôi giày khá là xịn sò, em này giá web thì phải trên 400 đô nha cả nhà ơi, và nó mới tinh như thế này, em bán rẻ thôi cho cả nhà. Size 39.5,
Những cái đôi boot này thì cả nhà đi rộng một tí cũng được, 39 này, 39.5 này, đi ok nha. Mặc dù nó ghi 26 đó, anh chân 40 đi chắc cũng được rồi. Và mã chốt hàng là H95, em bán 1.600.000 thôi. 1.600.000 thôi cả nhà ơi. Ra nó phê lắm nha. Quá phê rồi. Rồi. Hôm nay hết rất là hữu duyên, em có thêm một cái đôi của nhà Moretti nữa. Nhưng mà em này là một cái đôi loafer, nó phối lạ hơn một chút. Có nghĩa là nó phối giữa da bò, bò rừng ở đây, và da lộn ở trên mũi, da lộn, a à lộn, da bóng ở trên mũi và da bóng ở phía sau cả nhà ha. Đó, nhìn cái lớp da bóng á, nhìn nó cũng rất là đẳng cấp nha cả nhà. Thấy không? Còn cái lớp da bò rừng này nè, cả nhà thực sự là khi mà cả nhà sờ vào hoặc cả nhà đi lên chân á, mới cảm nhận được cái độ mềm và êm của nó như thế nào. Ở đây là logo của hãng này, Moretti, đã lắm cả nhà ơi. Đó, một cái mẫu loafer đơn giản thôi, màu đen, rất là dễ phối đồ cho các anh nha, rất là dễ phối đồ, đi thì cực kỳ sướng luôn. Em này thì đế của nó là đế da này, Moretti cả nhà thấy chưa, quá uy tín, đế da khâu lấp chỉ, cả nhà thấy cái rãnh này đúng không, không thấy chỉ đâu, nó lấp rồi, quá đẹp và đẳng cấp. Cái gót của nó thì mòn ít nha. Và bên trên thì đã có chống trượt sẵn rồi. À, cả nhà chỉ việc đi thôi, em cũng vệ sinh sạch sẽ luôn rồi, không cần phải làm gì thêm. Moretti, made in Italia, lót jean và cái gót của nó cũng rất là mới luôn. Ây chà, cái da của nó này phê lắm cả nhà ơi. Ồ, hai bên hông còn có hai cái miếng chun co giãn đây này, cả nhà dễ mang nha. Một cái form dày loafer cũng rất là đẳng cấp nữa, tới từ nhà Moretti. Em này size của nó là size 42 cả nhà ơi, 42, và mã chốt hàng là H93, em bán 2.500.000 nha, 2.500.000 cho cả nhà. Đó, hôm nay thì em có hai em bò rừng, một em 2.500.000, một em 2.600.000, và một em size 39, một em size 42. Anh nào thích mẫu nào thì nhắn cho em mẫu đó nha, mẫu nào cũng đẹp hết, nào. Cuối cùng giới thiệu với cả nhà một em hàng kịch độc. Đôi này thì em bao các anh tìm được đôi thứ hai thôi. Một em giày nội địa, handmade của Italia, một cái chất liệu và một cái thiết kế mình chưa từng gặp bao giờ ha. Đây là một cái chất liệu, nó là bằng giống như mây của Việt Nam á cả nhà, nó giống vậy đó, mà em không biết chính xác là cái gì. Cái màu của nó là cái màu nâu nha, và khi mà nó có cái điều kiện thời tiết đó, nước rồi nóng lạnh thì nó sẽ ra những cái màu khác nhau, đẹp lắm, và mình không cần phải giặt hay là vệ sinh gì cả, cứ để cho nó lên màu như vậy đi cho nó đẹp, càng coi như là lên nước càng đẹp. Một cái mẫu giày nó là cái chất liệu quá độc ha. Và trên mu là em nói là bằng cá sấu nha cả nhà, cá sấu thật nha. À, cả nhà nhìn nè, đây là cái vân cá sấu màu nâu đậm đó, một chút màu vàng nhạt trên đây. Nhưng mà chiếc kia thì nó lại nhạt nhiều hơn, còn đậm thì nó chút xíu ở trên đây. Có nghĩa là do tùy cái điều kiện thời tiết nha cả nhà, thì nó sẽ lên màu khác nhau. Đó, cái mẫu loafer em nói thiệt khó gặp lắm cả nhà ơi. Đấy, độc đẹp và lạ. Chất liệu này thì em bao luôn cả nhà, khó mà đụng được hàng lắm nha. Làm sao mà đụng được. Em này tới từ thương hiệu Masaji, made in Italia đây cả nhà ơi, quá uy tín. Cái lót là bằng da nha. Đấy, cái gót thì mới tinh luôn nè cả nhà nhìn này. Cái form dày nhỏ nhắn dễ thương, đẹp lắm, em nói thật là vừa đẹp mà vừa độc nữa. Đế thì đế da nha, em chưa có dán gì cả,
anh nào có nhu cầu thì mình tính sau. Gót thì mòn ít nhá, gót thì mòn ít này, mòn cực kỳ ít anh nhá nha. Đôi này size 39.5 ha, và mã chốt hàng là H91, em bán rẻ 1,5 triệu thôi cho cả nhà. Anh nào thích chơi thì đôi này thì gọi em, một đôi duy nhất thôi cho cả nhà. Từ trước tới giờ em chưa có đôi nào mà chất liệu độc như vậy, nhưng mà em bán rẻ luôn, mặc dù size nó rất là đẹp, và em bán quyết định là bán rẻ để cho anh nào nhanh tay thì có thể sở hữu em nó. Và cái đôi này cũng kết thúc video của em ngày hôm nay rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong video ngày mai nha.